ngành con học á là hóa phân tích. Con mong ước sau này á, ra trường á sẽ là làm bên cái lĩnh vực là khám nghiệm tử thi. Trời ơi, anh chỉ cần là đừng có giấu con gì hết, tại vì con có giác quan sống mạnh mẽ lắm. Mỗi tử thi mà đâu có đơn giản. Ừ. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Trời ơi, mời cô gái xinh xắn quá à. Rồi bây giờ chúng ta giới thiệu về mình lớn lên cho bên hàng rào cùng nghe nha. Mời em trai. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và tất cả khán giả trong trường quay và bạn gái phía bên kia. Em tên là Nguyễn Xuân Thành, năm nay 26 tuổi, thuộc tiểu đoàn 739, lữ đoàn công binh 25, quân khu 7. Hiện tại đang đóng quân trên địa bàn Biên Hòa, quê quán ở Mỹ Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình. Hết. Thôi hồi hộp hả em? Hồi hộp xíu. Để bên đây giới thiệu đi, để cho chú bộ đội bớt căng thẳng. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chú Quyền Linh và toàn thể khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Mỹ Linh, con 22 tuổi, hiện tại con đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngành con học là hóa phân tích. Con mong ước sau này ra trường sẽ là làm bên cái lĩnh vực là khám nghiệm tử thi. Khám nghiệm tử thi? Trời ơi. Trời ơi. Làm lĩnh vực giật mình ông ơi. Sao tự nhiên con sao con gan dữ vậy? Con thích cái lĩnh vực đó vậy con? Nhưng mà ở đây là vấn đề là con rất là gan dạ luôn đúng không? Để qua gặp đàn gái coi. Đó, mà như công chúa vậy đó. Ừ. Dễ thương xinh xắn quá. Sao mình chọn cái ngành đó vậy con gái? Dạ, do có một lần á, con coi phim ma, nhưng cái xong cái con sợ ma, sau cái con nói chắc phải kỳ này là phải bỏ được cái tập đó, phải vô khám nghiệm tử thi coi mình sợ đúng không? Thôi khỏi đi. Rồi nhưng mà thấy ấn tượng rồi đó. Tại sao con lại thích quen bạn trai là bộ đội? Dạ, do là bên nhà con á, họ hàng với lại trong gia đình á có người làm quân đội công an. Anh của con á cũng làm bên công an, xong cái con thấy tính của anh á, xong ổng nghiêm khắc với con quá, con mới nghĩ là chắc mình phải quen cái người quân đội này để họ chỉ bảo mình nhiều hơn. Rồi bây giờ đàn trai giới thiệu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là thì luôn hòa đồng hoạt bát, nhiệt tình trong công việc, luôn tìm tòi học hỏi công tác chuyên môn, nâng cao trình độ chuyên môn, rồi là biết tí nấu ăn chăm lo cuộc sống gia đình. Điểm yếu của con thì hơi nói chung hơi ngại tí trước đám đông. Ngại đúng không? Dạ. Từ từ sẽ không ngại thôi. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ một chút. Một hả? Dạ một mối tình. Là quen ở đâu? Dạ cũng quen trên đơn địa bàn ở Bình Phước, lúc làm công trình trên đó có quen ở Bình Phước. Bao nhiêu năm? Dạ có 6 tháng à. Quen 6 tháng là sáng tháo luôn hả? Dạ. Sao chia tay rồi quen ngắn vậy? Cô ấy bảo là đặc thù công việc của em nói chung là nó về một tuần gặp nhau còn lên, nên bảo không có thời gian dành nhiều. Không có thời gian. Dạ. Cái công việc của em là làm cái gì cụ thể, là chuyên môn là gì? Dạ chuyên môn của em vừa lái xe vừa lái máy. Em lái được xe tăng không? Dạ được chị. Ồ vậy hả? Giờ con nói lớn lên cho anh bên đó nghe được cái điểm yếu điểm mạnh của mình như thế nào. Dạ điểm mạnh của con á, con là một người tự lập, có trách nhiệm trong công việc, với lại con cũng hay tuân thủ đúng giờ lắm. Con là một người thích hát nhưng mà không hát được hay lắm. Bây giờ sẵn con hát tặng anh bên đó một bài luôn được không ạ? Người ơi anh có biết em đã yêu anh rất nhiều, chẳng cần những lý lẽ để nói nên câu tình yêu. Làm như không quan tâm nhưng em thật sự nhớ anh, muốn anh chờ che cho em mỗi đêm lạnh về, em muốn nói yêu anh rất nhiều. Có nghĩa là mặc dù là rào chưa có mở đúng không? Yeah. Nhưng mà là bất chấp luôn, con nói thẳng với anh luôn là coi như con không cần lý lẽ, chỉ biết là đã đến đây rồi là sẽ yêu anh. Đáp từ luôn em trai. Bây giờ đó bên kia nghe xúc động không cưng? Dạ xúc động chị. Bên cạnh hát bài thì em xin đọc mấy dòng thơ. Do em từ sáng tác mà em hơi run tí, cho em trong cái giấy để em đọc cái nha. À dạ. Đừng qua cặp giấy rồi. Đọc lớn lên nha. Dạ. Trăm năm giữa trốn hồng trần, vì duyên ta đã một lần gặp nhau. Gặp nhau thì đã sao đâu, vì sao tim đã cùng chung nhuộm màu. Ngoài kia lết phết mưa ngâu, công binh nên đỏ bắt cầu rước em.
Nhẹ nhàng em kéo rèm xem, Quyền Linh dẫn lối anh đem tim vàng. Chúng ta đôi phút ngỡ ngàng, nút vàng cùng bấm cả làng chung vui. Nút vàng cùng bấm ha, cả làng chung vui. Bữa nay làng cũng vui hết nếu mà hai bạn bấm nút. Bây giờ để hỏi bên đây coi là con đã có mối tình nào chưa nè. Dạ, con đã trải qua hai mối tình. Mối tình đầu thì lúc hồi chuẩn bị đi đại học, chỉ quen chóng chánh thôi, chứ con cũng không có ấn tượng gì nhiều lắm. Còn mối tình thứ hai thì con quen khoảng gần một năm, nên là cả hai thuộc dạng như là chưa tin tưởng nhau lắm, nên là con chủ động chia tay. Cái điều mà con mong muốn ở cái người bạn trai của mình là như thế nào? Dạ, cái điều con mong muốn ở người bạn trai là cái người phải có trách nhiệm, một người phải tự chủ, đừng có ăn hiếp con quá. Đừng ăn hiếp. Rồi cái người ta sẽ phải làm gì để mà con cảm thấy là con tin tưởng người ta? Anh chỉ cần là đừng có giấu con gì hết, tại vì con có giác quan sống mạnh mẽ lắm. Mẫu tử thi mà đâu có đơn giản. Ừ. Có giác quan con hả? Dạ. Vậy là con đọc gì hết mọi người trước mặt luôn hả? Con mong muốn người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Dạ, con mong muốn người yêu lý tưởng phải hiếu thảo cha mẹ, có một công việc ổn định. Rồi gì nữa, chiều cao, thấp. Chiều cao rồi dạng giống ai? Nói chung là một cái mẫu hình lý tưởng về mặt nhân dáng bên ngoài, ngoại hình á. Chiều cao thì cao hơn con là được. Anh có mập quá thì con sẽ cùng nhau đi tập thể dục. Rồi đo hết lại, nói lại. Đừng có nói mập con, đụng chạm nhiều người. Cũng khó tập lắm con. Tôi qua tôi coi bên đàn trai tôi cái thôi con. Hiền chút thôi, rắn chắc không? Dạ cô. Chào cưng. Cái hình mẫu lý tưởng của cưng là như thế nào? Dạ, nói chung một người phụ nữ là biết chăm lo cuộc sống gia đình, nhìn trên nhường dưới, đơn giản. Đơn giản thôi đúng không? Dạ. Thôi bây giờ mình nên hỏi người thân đúng đi. Đúng rồi. Bây giờ con đi với ai nào? Dạ, con đi chung với hai bạn thân. Hai bạn thân. Dạ. Rồi bạn thân cho ý kiến coi nào. Dạ, đầu tiên cho con xin gửi lời chào đến chú Quyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Dạ, chào anh bên đây ạ. Em là bạn thân của Linh từ năm lớp 10 tới bây giờ ạ. Chú Linh là một cái người á, tuy bề ngoài có vẻ rất là đàn ông, nhưng mà bên trong thì lại rất là yếu đuối và dễ tổn thương. Đối với Linh, nó cần nhất là trong một cái mối quan hệ tình cảm, đó là cái sự tin tưởng lẫn nhau và sự chung thủy. Em hy vọng là nếu anh và Linh có cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và tiến xa hơn thì mong anh sẽ bảo vệ được bạn của em ạ. Linh ơi, anh bên đây á, thì trông rất là hiền lành và chân thành, đúng với gu của Linh, lên đến chắc khoảng 90%. Là một chút nữa có gì Linh hãy bấm nút cho anh nha. Rồi, cảm ơn cưng. Rồi em đi với ai nào? Dạ, bên này em đi với là chính trị viên của em, với là có chú của em nữa. Vâng, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Thì xin chào toàn thể mọi người khán giả trong hội trường cũng như là những bạn xem truyền hình. Thì đầu tiên xin phép được nói về đồng chí Thành trước. Trong đơn vị, đồng chí Thành phải nói là một con người rất hiền lành, dễ thương, đặc biệt rất yêu mến đồng chí Thành trong quá trình là nhận nhiệm vụ. Luôn luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ không kể bất kỳ giờ nào, khắc nào, luôn luôn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Đến tới đây á, thì cũng rất là cảm ơn chương trình vì sắp xếp rất khéo. Ở dưới đây chúng tôi á, thì trên cương vị nhìn nhận đây là gương mặt rất tương đồng và tính cách rất tương quan. Còn đối với Thành nè, đối với bạn nữ bên này phải nói là dễ thương, đáng yêu, dịu dàng. Và tính cách này rất hợp với những người vợ của những quân nhân. Hãy thực hiện đúng như lời em đã nói, chuông vàng cùng bấm cả làng chung vui. Hay quá. Thủ trưởng nói hay quá. Dạ mời chú ạ. Xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Dạ. Xin chào họ nhà gái. Tôi là chú thân của cháu Thành. Thì qua cái cháu Thành á, thì chỉ huy trực tiếp đã phát biểu. Còn về cháu gái á, thì chú chỉ nói với Thành rằng á, là đây là một cái duyên rồi. Thì các cháu nên cho nhau một cơ hội để tiến xa hơn. Xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn chú. Kéo rào ha. Mở rào. Tặng luôn bài thơ luôn nha. Bắt đầu đi Thành. Cày đó em phải giới thiệu là em làm như thế nào. Đẹp quá. Đây, để đây luôn, để đây luôn, nó nặng quá, bạn ấy không được. Đúng rồi. Nói ý nghĩa cây rồi, đi em Thành. Nói cái ý nghĩa đi. Thì cây này là từ, nói chung là từ lúc anh đăng ký chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì anh làm ở công trình thì anh lấy những con thẹp ở công trình thì anh quấn thành cái cây để mang tới tặng em. Dạ.
Em làm bao lâu xong cái cây đó Thành? Dạ, một tuần đây. Một tuần đó hả? Dạ. Công nhận cái cây rất là đẹp luôn á. Dạ, em cũng có một cái cuốn sổ tặng anh. Trong đây là trang đầu em viết về hơ, về hóa học. Còn những trang sau em mong anh là sẽ viết chuyện tình yêu của chúng mình. Em cảm ơn. Và em cũng tặng anh một bài thơ, em sẽ đọc trong đó. Nếu anh là axit, em xin làm 3 giờ để tình yêu bất ngờ, mãi trung hòa không kịp. Mình cảm nhận về nhau đi hai bạn. Khi mở rao thì em cảm thấy anh con người như thế nào? Dạ, em thấy anh hơi căng thẳng thì phải. Hơi chung. Lúc mở rao á, thì anh thấy em thì nói chung nhìn cũng hiền, dịu dàng. Đó. Nếu mà quen nhau thì khoảng được bao lâu thì có thể tiến tới? Khoảng 1-2 đến năm sau á. 1-2 năm sau à? Dạ. Có lâu quá không? Thì người ta bảo rồi, cưới vợ phải cưới liên tay. Để lâu thì người ta lấy mất thì sao? Không bao giờ, nếu mà tình yêu mà chắc chắn rồi thì không bao giờ có chuyện đó. Khi mở rào ra thì con thấy anh sao? Anh có giống như trong tưởng tượng không? Anh không giống như trong trí tưởng tượng của con lắm. Vậy hả? Chứ con tưởng tượng sao? Dạ, con tưởng tượng chắc quân đội thì da ngoài nắng nhiều á, họ sẽ đen, với lại họ sẽ già. Đâu ra trời ơi. Mà anh đây thì là sao già được? Ờ, anh đây thì sao nè? Dạ, anh đây trẻ, khác với trí tưởng tượng con nhiều lắm. Trời. Nhưng mà bây giờ nè, giữa anh ở đây với lại cái anh trong trí tưởng tượng con á, thì con thích anh nào? Con thích anh đây. Dễ thương không? Con thích anh ở đây. Mình hẹn hò sao đó, hai đứa hỏi đi. Một tuần gặp nhau mấy lần? Một tuần thứ bảy, chủ nhật thì em có rảnh không? Dạ, trong một tuần đó thì thứ bảy là em rảnh. Còn chủ nhật là bệnh nè? Dạ, chủ nhật em đi học. À, chỉ có nghỉ mỗi ngày thứ bảy thôi hả? Dạ, cũng tùy lúc anh. Nếu mà kết thúc môn sớm á, thì chủ nhật sẽ rảnh thôi. À, thì như công việc của anh á, kỳ đặc thù như vậy á, anh thì nói chung một tháng thì cũng nghỉ được 5 ngày. Dạ. Nói chung cũng mong trong 5 ngày đó sẽ em cũng rảnh để mình có thể đi đâu đó chơi hoặc đi xem phim gì đó. Dạ. Mình thử mình tiến tới nắm tay bạn gái đi. Mình thử hỏi là em ơi, nữa nếu như hai đứa mình lấy nhau thì em thích sinh con trai hay con gái? Hỏi thử đi Thành, mạnh dạn lên. Nói chung nếu mà lấy nhau thì em muốn thích con trai hay con gái? Dạ, em thích cả hai. À, anh cũng muốn như vậy. Dạ. Thành cảm giác trai bạn gái thế nào? Nói cho bạn gái biết đi. Mềm lắm anh ơi. Nó còn có một cái gì ấm áp từ tay bạn gái. Bây giờ thì trong con người của em á, thì bây giờ tim nó đập nhanh lắm. Rồi, về ghế ngồi đi các bạn. Chúng ta trải qua thời gian trò chuyện với nhau, tập trung hết sức mình xem trái tim mình có rung động trước đối phương hay không. Nếu có, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu không, mình không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm, bắt đầu. 1, 2, 3. Cạch cạch hai cái là tôi nghe rõ lắm rồi. Hãy nắm tay nhau đi. Bắt đầu chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi đó. Anh Thành hôn em đi nè. Đó, nụ hôn đầu tiên nè. Đầu tiên luôn đó. Ê, sao? Con thấy sao, hồi hộp không? Dạ, con hết hồi hộp rồi. Hết hồi hộp rồi. Hôn lại con, hôn lại. Đưa má cho em gái hôn với Thành. Trước khi chúng ta chia tay thì chương trình cũng xin chúc mừng hai bạn đã tìm được một tri kỷ tiềm năng. Để tình cảm thêm tiến triển, sớm tiến tới gắn bó lâu dài, các bạn hãy gọi điện, nhắn tin, gọi video cho nhau thường xuyên qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt, khi vừa chat, vừa cùng nghe nhạc trên Mocha thì dù cách xa mấy cũng thấy như đang ngồi gần đó. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha. Nào, nắm tay bạn trai. Đó, vậy đó. Đừng buông tay nhau nha.